Quay lại clip cây sam trái nè nha. Cây sam trái hôm bữa nè. Chiều cao cây sam trái này khoảng 48. Cái này bự. Sam trái mà kiếm được chỉ có cây rừng thường, cây rừng mới có chứ cây trồng cũng không được, hoặc có đoạn thân dài là cũng có. Như cây rừng mới vậy đó. Cái này kìa. Nó bự hơn con chị cái á. Nó cao. Cái này cái tông cao. Quay lại cái clip, hôm clip này bị mất, hôm bữa bị mất. Quay lại clip mới. Cây này hôm bữa không biết sao mà ông chủ nhà ông không nuôi cái cành chỗ này. Chứ tôi là tôi nuôi thêm cái cành chỗ này, chứ tôi nuôi một cây tử ngay chỗ này nữa nè. Lên ngay chỗ này bây giờ mới cây nó mới đẹp. Hai ba cây tử giờ mới thấy cái này, cái đoạn cống nó hơi cao quá. Mốt tôi sẽ nuôi thêm cây tử chỗ này nè. Mấy cây tử chỗ này nè. Chứ lại nuôi thêm một cái cành ngay chỗ này nữa. Hoặc là nuôi cây tử không, không nuôi cành thì nuôi cây tử không. Làm cái cây nó mới hay hay, mới đẹp.